Trong khuôn khổ của dự án LASI do NASA tài trợ, một nhóm nghiên cứu đa ngành đã tiến hành thử nghiệm chú chó robot có tên Spirit với nhiệm vụ định hướng trên các miệng hố ở mặt trăng và bề mặt của những hành tinh khác. Nhóm nghiên cứu đa ngành này bao gồm các kỹ sư, nhà khoa học nhận thức, nhà địa chất học và nhà khoa học vũ trụ đến từ các trường đại học khác nhau và trung tâm vũ trụ NASA Johnson. Thử nghiệm được tiến hành tại sông băng Palmer trên núi Hood của bang Oregon, Mỹ. Trong 5 ngày thử nghiệm vào mùa hè năm 2023, Spirit đã vượt qua nhiều địa hình với các cách tiếp cận khác nhau, như di chuyển trên, băng qua và xung quanh mảng địa chất chuyển động, tuyết dày và đá bằng 4 chiếc chân kim loại của mình. Theo các nhà nghiên cứu, bài huấn luyện này giúp hiểu thêm về đặc điểm của bề mặt và tìm ra cách di chuyển linh động hơn trên những địa hình này. Spirit đã ghi lại thời gian thực hành cần để huấn luyện cho các robot sử dụng trên mặt trăng, các hành tinh và có thể cả các bề mặt ngoài hệ mặt trời. Robot có chân được khẳng định có thể cảm nhận giống con người khi đi trên bề mặt không bằng phẳng, tương tự với cảm giác thấy mặt đất đang chuyển động. Nhóm robot dự tính bao gồm một xe tự hành có bánh xe để chở tải trọng nặng và đi quãng đường dài, một robot 6 chân để chở tải trọng trung bình và cải thiện khả năng di chuyển và một chú chó robot, giống với Spirit, có khả năng di chuyển linh hoạt trên những khoảng cách ngắn hơn. Các robot sẽ cảm nhận tình trạng mặt đất, sau đó trao đổi thông tin và cùng nhau lập thành một bản đồ ước tính rủi ro vận động. Kế tiếp, nhóm robot có thể sử dụng bản đồ này để thông báo cho các chuyến thám hiểm hành tinh của họ, Kian giải thích. Dự án này được kỳ vọng sẽ đặt ra những tiền đề để mở ra cánh cửa cho khám phá vũ trụ trong tương lai.